ra ngoài chào các bạn. Tao đổ đồ làm hôm nay thì đi. Mai đến tiệc Giáng sinh ở nhà người bạn. Bây giờ đến thì thấy cái thùng nhà bạn của Mai đã dựng lên như thế này nè, rất là đẹp. Trên cái thông này mấy thích những hình mấy con bướm. Bây giờ đi ra, giờ đi mang đi con mấy kia là phải mang passport đi. Mang thẻ xanh ra ở công. Hình cái đàn. Sao này nó cũng có passport cả. Hình cái lá nè, cái lá phong đẹp quá các bạn ơi, chiếu chiếu nè. Nhưng mà muốn làm cái ID lúc đôi khi mình không cần. Bướm nữa nè. Nghe nói nha chứ chưa. À, và đây là cái phát son nè. Ờ đó là đi trong nước đi thôi. Đây đi qua Mỹ, Canada. Đẹp quá. Thì thời tiết bây giờ ở ngoài thì cũng xe lạnh bởi vì đã vô mùa đông rồi. Còn 2 ngày nữa là đến Giáng sinh rồi. Mọi người có đây có đi dự tiệc chưa? Làm theo cái kia, làm theo cái lớn. Làm theo cái lớn luôn hả? Làm cái lớn là làm cái này. Vậy thì ai cũng mặc đồ màu đỏ thì mai cũng áo đỏ nữa nè. 130 đồng à? Thế kia 101. Giờ mới 104 rồi, bữa tôi làm mới 104 rồi. Ờ, hôm nay làm lâu rồi, làm 3 năm rồi. 206, ví dụ vậy. Bây giờ các bạn lại đây nghe anh xem. Sao thì mình mới nghe. Ừ, là cái này đi trong nước Mỹ với là đi Mỹ. Châu Mỹ. Nói chung đi trong châu Mỹ, cái này á. Ờ, chứ không được đi overseas. Canada, rồi Mỹ, rồi... Vòng thì, hãy mà nói đến tiệc tùng thì chúng ta... À, nói đến những cái thức ăn ha, thì hôm nay anh Triều đã nấu cái món lẩu dê để đãi mọi người, rất là đặc biệt các bạn. Có ai nghĩ là ở Mỹ mà có lẩu dê không nè? Đây, trong lẩu dê có cái gì? Có, đương nhiên là có thịt dê, mà thịt dê này là thịt dê thiệt đó. Mai thấy anh Triều đã ướp cách đây 2 ngày. Và đây là những cái củ khoai cau rất là ngon, nhìn nè. Anh Triều chiên và bỏ vô đây nguyên như thế này nè, không có bể. Trứng cút, nấm đông cô, đậu hũ. Bỏ vô phải nóng chúng nữa rồi. Và tất nhiên là phải có xả thì nó mới thơm. Mà biết hình như trong đây anh Triều có bỏ củ riêng nữa nè. Chú Nguyên có gừng. Và đây là món chao, lẩu dê chấm chao rất là ngon và đặc biệt. Và cũng không quên là một rổ rau rất tươi, gồm có tần ô, cải bè xanh và nấm. Cái tần ô nấm. Thì lẩu dê này mình sẽ ăn kèm với lại mì trứng. Quay clip á, YouTube á. Này có vợ chồng tôi đi đèo với không? Đó là chỉ có mình Hương nè, kia hôm nay Christmas ở nhà. Ở nhà, nhà nó to mà không đi được hả? Mai nó mới xuống thì mọi người mai là... Một chút mọi người đến đầy đủ thì chúng mình sẽ bắt đầu ăn lẩu ha. Ăn lẩu nhiều món hơn chứ. Thì ngoài món lẩu dê ra, chúng ta còn có những cái món sau đây rất là thuần túy Việt Nam. Đây là món bánh cuốn, ở trong có nhân thịt và nấm mèo. Ở trên người ta bỏ hành phi với lại ngò với ớt, nhìn hấp dẫn quá. Và kế bên món bánh cuốn là món bánh bèo. Món bánh bèo có nhân nè, gồm có tôm, cháy, đậu xanh và mỡ hành. Nó thích xài sao của nó. Rồi mình ăn sao mình ra nó lại. Còn nữa, đây là món bánh trần mà không biết bên trong có những gì. Có mỡ hành nữa. Bánh trần nhìn ngon quá. Ba món này mình ăn chung với lại nước mắm nè các bạn. Nước mắm rất là ngon. Nhìn hũ nước mắm đã không? Phước chơi hòa tấu một bài coi. Ok. Đó lên chỗ đi. Chơi chung ba bài coi. Ngon lắm. Ở bên này có người làm một trê như vậy, người ta
nhận order là 30 đồng. Đây là chị Hai. Trong kia chị Đạt. Cảm ơn chị Hải. Cái bồn bên đây thấy cái bà này đứng gì vậy? Mà phóng ra khỏi cái bồn. Đây là chị Vân Hồng. Nên cái đầu Vân Hồng. Nhà chị Vân Hồng. Nhân vật chính là nồi lẩu. Dạ không, kêu emergency tới thì bà cứ lời khai của bà là giống như bà uống tới 11 loại thuốc là nó. Bây giờ bà lớn tuổi rồi, con bây giờ cũng đi đó. Cho nên cái kéo đằng kia cho anh Phước các nghe mấy chị.